Lấy ý tưởng từ những đồi chè xanh ngắt rộng lớn, nét đặc trưng không thể lẫn vào đâu được của mảnh đất Thái Nguyên. Thiết kế sân vận động Thái Nguyên mang tên sân vận động đồi chè mang đến một sân bóng gần gũi với thiên nhiên, tiết kiệm chi phí nhất có thể. Thay vì san phẳng hoàn toàn và bê tông hóa khu đất, các kiến trúc sư đề xuất tận dụng địa hình đồi núi trung du của khu vực để tạo nên một khu liên hiệp thể thao sinh thái. Sân vận động, đồi chè như nhấn mạnh thêm về yếu tố địa điểm nơi đây, bằng sự bao bọc của đồi đất và cây xanh xung quanh sân vận động. Khán đài tầng 1 được tạo ra bằng cách sử dụng công nghệ geopolymer tiên tiến để hóa cứng đất trở thành bê tông chỗ ngồi xen kẽ với cỏ độc đáo. Hệ mái căng tensai nhẹ là phương thức xây dựng tiên tiến và tiết kiệm, mang đến khả năng bao phủ 5.000 ghế ngồi ở khán đài A, với thiết kế gợi nhớ đến hình ảnh lá chè Thái Nguyên. Toàn bộ mái được nâng đỡ bởi một kết cấu thép hình vòng cung có kích thước lớn. Mặt tiền sân vận động là các thảm cỏ xanh mịn, dốc dần, được tạo sọc đẹp mắt với các họa tiết uốn lượn, với lối vào sân vận động ở khán đài B trông như một đường hầm. Hệ thống chiếu sáng bao gồm hai trụ đèn lớn cùng các đèn LED được lắp đặt phía dưới mái che của khán đài A, cũng như trên vòng cung phía trên, tạo thành điểm nhấn cho sân vận động về đêm. Phương án thiết kế này là một sự tối ưu hóa về vật liệu và cách thức xây dựng, nhưng vẫn mang lại một dáng vẻ hiện đại và hòa hợp với cảnh quan thiên nhiên xung quanh, đáp ứng đủ các yêu cầu về kinh phí, tôn trọng các yếu tố địa phương và môi trường.